Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Anh Ngư Phụ của mình nha. Cùng là Hoàng Anh đây các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem lúc anh em mình đang lấy cào. Và mình quay ở một cái góc nhìn khác cho các bạn xem không có chán và cảm thấy thú vị hơn. Góc nhìn này sẽ thấy toàn bộ biển cào đang ở dưới biển lấy lên như thế nào. Và mình sẽ quay từ lúc lấy chữ A cho đến khi đổ đục cho các bạn xem. Các bạn cũng đón xem chi tiết nha. Ok. Thank you.
Tới đáy với đại dương dưới luôn rồi. Nhìn cào quá xuống.